phí, cả tân dịch, cả tin gì đó trộn lộn trong đó hết. Rồi các chị có thấy được cái gì, có chia ra chỗ nào phí nào biết được không? Không. Nên khi nó đi là đi chung. Nhưng mà khi mà cái gì, để mà mình học á, để mà mình phân tích á, thì mình biện luận á, thì mình phải tách nó chia nhỏ ra để mình biện luận thôi. Đó. Thì như vậy thì nhất là cái ba cương này nó liên hệ chặt chẽ với nhau, chứ nó không tách rời nhau ra. Rồi, cái thứ hai mà chúng ta cần nhớ đó chính là gì? Đó chính là bát cương bệnh lý trên lâm sàng nó không có đơn thuần như vậy. Tức là không phải là bệnh nhân cứ hàn, bệnh nhân nhiệt. Về cái tình trạng mà nó rõ rệt như vậy thì các anh chị sẽ rất khó kiếm trên lâm sàng. À, rất hiếm khi nào bệnh nhân mà chỉ có một cái bệnh lý đơn lẻ. Người ta có thể người ta sẽ phối hợp nhiều bệnh lý nên nó sẽ phức tạp hơn. Thì lúc đó có thể là bệnh nhân là bên ngoài bệnh nhân có cái bệnh về biểu hàn, nhưng bên trong bệnh nhân có cái bệnh về lý nhiệt. À, như vậy là nó khác nhau là gì? Có thể là bệnh nhân là biểu hàn trên nền lý nhiệt. À, bởi vậy nên là cái đó là cái phối hợp của những bệnh lý, đó là đôi lúc là cái gì nó hỏi sao bảo là vậy, cuối cùng bệnh nhân này hàn hay nhiệt không? À, như vậy đâu biết được nha. Vậy cuối cùng khi mà cái chị nói thì chị phải xác định được cái vị trí của nó, ví dụ như là biểu hàn nè là lý nhiệt không, hoặc là ví dụ như có thể là lý nhiệt đó, nhưng mà ví dụ bệnh nhân là đang phế nha, cái phong nhiệt nó phạm vô phế, như vậy bệnh nhân đang có cái phế thực nhiệt, nhưng mà trên nền bệnh nhân đang có gì, cái gì đang có âm hư đó, vậy là bệnh nhân đang có một cái hư nhiệt. Như vậy mà cái thận âm hư gây ra hư nhiệt, về cái hư nhiệt nó ở trong đâu các chị? Tạng thận, mà thận tạng bệnh thì vô tới tạng, rồi có nghĩa là nó ở đâu? Lý lợi lý nha. Vậy rõ ràng bệnh nhân có một cái lý hư nhiệt, nhưng mà phong nhiệt nó phạm vô phế đó, bệnh nhân cũng có một cái thực nhiệt ở tại phế, thì lúc đó bệnh nhân sẽ có cái gì, một cái lý thực nhiệt. À, vậy bệnh nhân vừa có lý thực nhiệt ở phế, bệnh nhân vừa có cái lý hư nhiệt ở thận. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa nó là cái gì, là không phải lúc nào nó cũng rạch ròi hết, mà nên nó là có nhiều cái bệnh lý nó sẽ phối hợp với nhau nha. Chẩn đoán nha, thì nó mới tạo cái sự phức tạp đó, người ta phải phân tích cho nó rõ. Rồi, hoặc là trong trường hợp là ví dụ như là khi mà ngoại cảm phong hàn á chị ha, vậy thì trong lúc mà ví dụ như các chị thấy là ví dụ như mình cảm phong hàn vậy ha, rồi mình sợ gió, mình sợ lạnh, mình chảy mũi nước rồi vân vân ha, xong cái tự nhiên cái 2-3 ngày sau các bắt đầu sao, cái bắt đầu mình sốt cao lên hay cái bắt đầu mình gì chảy mũi vàng đặt ra đúng không, bắt đầu cái khát nước đồ, sợ nóng đồ vân vân, là từ phong hàn nó chuyển sang gì, là phong nhiệt. Vậy thì cái giai đoạn mà giữa giữa đó, cái ngày mà nó chuyển từ phong hàn sang phong nhiệt đó, cái gì thì cái ngày đó nó còn hàn mà bắt đầu nó cũng xuất hiện một cái vài triệu chứng của nhiệt, vậy lúc đó người ta gọi đó là gì, là hàn nhiệt thác tạo. Có nghĩa là sao, nó vừa có triệu chứng của hàn, bởi vì cái hàn nó đang trên đường nó chuyển cho qua nhiệt ha, mà cái chúng ta tiếp xúc bệnh nhân đúng cái khúc mà nó chuyển qua, chúng ta thấy là bệnh nhân vừa có triệu chứng của hàn, vừa có triệu chứng của nhiệt. Vậy đầu tiên ha, chúng ta đi qua về hai cái cương lĩnh, hai cương lĩnh tổng quát nhất ha, đó chính là hai cương lĩnh về âm và dương ha. Như vậy thì âm dương ha, thì nó là gì, là khi mà chúng ta khái quát đến tất cả những cái tình trạng của bệnh nhân lại á, bao gồm là chúng ta xem xét về cái tình trạng là động tĩnh ha, biểu lý thượng hạ, hàn nhiệt hư thực khí huyết đúng không ha, rồi sau đó chúng ta sẽ phân thành là âm chứng hay là dương chứng nha. Thì thường là nãy các anh chị coi lại nè, thì âm chứng nó là cái gì, âm chứng thì thường nó sẽ liên quan tới gì các anh chị, lý nè, hoặc là hư, hoặc là hàn. Ví dụ như bệnh nhân lý hàn thì rất là rõ là bệnh nhân sẽ là như các anh chị, là âm chứng. Bệnh nhân mà biểu thực ha, thì bệnh nhân nó là gì, là dương chứng không, hoặc là bệnh nhân này là biểu nhiệt thì có nghĩa là dương chứng. Bây giờ nó lỡ thì tự nhiên cái giờ nó biểu hàn thì bệnh nhân này là âm hay dương. Thì thường á là ta xác được chú âm dương thì thường á là cái ưu tiên là hàn nhiệt, sau đó là cái ưu tiên là cái gì, là thực hư, sau đó cái ưu tiên mới là biểu lý ha. Trong cái trường hợp là khi mà ta xét về cái hai cái âm dương mà tổng cương á, thì tại khi nào thì mình sử dụng cái tổng cương âm dương này không, thì trong những cái tình huống mà cái bệnh lý rất là nguy cấp, cái bệnh lý là nặng, rất là nguy cấp, nó ảnh hưởng tính mạng á, thì lúc đó là chúng ta phải cấp cứu cho bệnh nhân, thì không có thời gian để mà ta xem xét là bệnh nhân này là biểu lý, là hàn nhiệt, là hư thực nữa ha. Và lúc đó chúng ta chỉ cần xem xét cái bệnh nhân này là về cái cương lĩnh lớn nhất thôi, là âm dương, hay là bệnh nhân này là thiên âm hay thiên dương. Thì trong đó ta có những cái tình huống, ví dụ như là bệnh nhân này là âm hư dương hư, hoặc là vong âm vong dương á, thì vong âm vong dương là những chứng mà sắp chết rồi. Thì lúc đó chúng ta chỉ xem xét bệnh nhân này là vong âm hay là vong dương, còn bệnh nhân hàn nhiệt biểu lý hư thực thì đã thông qua cái đã ha. Nếu mà vong âm thì mình làm gì, mình bổ âm ngay lập tức ha. Còn nếu mà vong dương thì mình phải làm gì, bổ khí ngay lập tức ha, mình cứ bổ dương ngay lập tức. Lúc đó mình chỉ cần nhớ tới đó là để mình gì, để mà cấp cứu cho bệnh nhân sao không chết cái đã,
bệnh nhân mà sống thì đó mình còn sống cũng biện luận được, chứ còn bệnh nhân chết rồi thôi được biện luận nữa ha. Rồi à, thì mấy cái này chúng ta có ha, ví dụ như là mấy cái điều ví dụ như ta nói là gì, là âm thăng thì dương bệnh ha, mà dương thăng thì âm bệnh, cái này theo nguyên tắc âm dương đối lập rồi, cái này rất là dễ hiểu cái gì hết. Rồi ví dụ như dương hư thì ngoại hàn, âm hư thì nội nhiệt, cái này cũng biết rồi. Thì vậy làm sao để chúng ta vào, chúng ta có cái nhìn về âm dương nha, thì chúng ta thu thập tứ chẩn và vọng quan vấn thiết nha, chúng ta sẽ xem coi âm chứng với lại dương chứng nha. Thì trong trường hợp mà âm chứng á, thì vậy khi mà ta vọng á, thì có thể là một biểu hiện ra ngoài là cái mắt, sắc mặt của bệnh nhân nó sẽ xanh, và thậm chí nó sẽ là gì, nó sẽ là xanh tím ha. Rồi bệnh nhân là sao, là cái triệu chứng của tỉnh á, của tỉnh là bệnh nhân bao gồm là gì, cái gì là mỏi nè, rồi nằm yên nè ha, rồi bệnh nhân cảm thấy là thiếu sức nè ha, rồi cái tinh thần của bệnh nhân thì sao, cái gì nó lờ đờ, nó cũng được tỉnh táo ha. Rồi văn tiếng nói, tiếng nói thì sao, thì hơi thở thì yếu, tiếng nói thì nhỏ và ngắt quãng. Rồi vấn thì các chị thấy là có những trường hợp ví dụ như là bệnh nhân sao phân mùi tanh hôi, bệnh nhân ăn uống thì giảm sút, rồi thích uống tiểu trong dài. Còn tiết thì có thể là gì, là thị ngán, có nghĩa là bụng đau và ưa nắng. Ưa nắng thì các cụ hay dịch cái chữ thị ngán là ưa nắng, không ưa nắng tức là mình sao mình sờ ấn mà bệnh nhân sao người ta không có cảm thấy khó chịu thì gọi là ưa nắng nha. Trong những cái cụ cũng hay ha. Lạnh tay chân ha. Rồi những cái mạch, những cái mạch mà nó yếu ha, ví dụ các chị thấy những cái chứng hư ha, thì thường mạch nó sẽ ra cái gì, trầm nè, trì nè, vi tế ha, rồi sắc ha, nhược và vô lực ha, là những cái tình trạng là những tính tỏ cái tình trạng của các chị khí dương khí rất là kém ha, hoặc là tình trạng âm nó kém. Tế có nghĩa là gì, tế có nghĩa là nhỏ. Vi nó cũng có nghĩa là nhỏ, nhưng mà vi thì nó nhỏ hơn tế. Ta bảo là tế thì nó như sợi chỉ, còn vi thì nó như sợi tơ, không nghĩa là nó nhỏ như vậy ha. Thì thường là các chị ấy trong những cái trường hợp là bệnh lý nguy cấp ấy, thì thường ta bảo là gì, có mấy cái câu mà thường chốt là gì, là mạch vi tế muốn tuyệt. Còn nếu mà cái gì, nếu mà sắp tiếng Hán là gì, vi tế dục tuyệt ha, dục có nghĩa là muốn á, dục tuyệt. Vi tế muốn tuyệt có nghĩa là sao, nghĩa là cái bắt ta bắt vô cái mạch nó nhỏ xíu mà mà nó lờ mờ, lúc thì thấy rõ, lúc thì không thấy rõ ha. Nó nhỏ như cọng chỉ, như cọng tơ ha, tưởng như là ta đụng vô là nó đứt ha. Rồi trong trường hợp đó là mà thường thì mạch tế ha thì nó còn hư đứt ha. Còn nếu mà thường là mạch vi, nghĩa là khi mà ông ta mà chẩn đoán mạch vi, nghĩa là cái tình trạng bệnh nhân đó là cực kỳ nặng, người ta mới dám nói mạch vi. Đi hiếm như nào ta nói mạch vi trên lâm sàng đó nha. Rồi còn mà dương chứng ha, thì vậy ngược lại với âm chứng thôi. Bởi vậy nên mình đừng cần nhớ nhiều, mình chỉ cần nhớ âm thôi, mình suy ngược ra là dương nha ha. Âm chứng thì thường sắc mặt nhân xanh đúng không ha, xám đúng không, còn đây thường sắc mặt sao cái gì, đỏ không? Đỏ lên thường đó ta gọi là gì, cái gì đỏ tươi ha. Rồi ha, mình thì nóng được, cuồng táo ha, không nghiêng, cuồng táo không nghiêng, cuồng táo nghĩa là nói sảng á cái gì ha. Giống như cái dễ những người mà sốt cao thì thường sao, người ta không nhận ra ai hết, người ta nói sảng ha. Rồi môi miệng thì nó khô ha, lưỡi thì nó nứt ngang, lưỡi thì nó đỏ, nó thâm lên, lưỡi đỏ thẳm, nó càng đỏ thì có nghĩa là càng nhiệt, nó càng nhiều ha. Rồi tiếng nói thì ra cái gì, thô mặn, hơi thở thì thô ồn ào. Rồi bụng thì đau cự gán này ha. Rồi mạch, mạch thì chúng ta có mạch hồng đại ha, hoặc là hoạt. Thì cái mạch hoạt ở đây á, chúng ta nhớ là thường thì các anh chị đọc trong mấy sách á, thì ta bảo là mạch hoạt thì là đặc trưng cho đàm. Nhưng mà thực sự ra như vậy, mạch hoạt không phải lúc nào nó cũng là do đàm nha. Mạch hoạt thì có thể là có những nguyên nhân, thứ nhất là có thai thì mạch hoạt, thứ hai nữa là gì, cái gì, thứ hai nữa là cái ngoại tà, cái tà nó quá mạnh đi, nó quá mạnh đi thì sẽ dẫn đến là mạch hoạt. Trong trường hợp như là nhiệt rất là nhiều quá, cái gì là ví dụ như mạch bình thường đó, thì cái gì thấy là cái, nếu mà có cái nhiệt rất ít thì mạch nó sáng, còn nếu mà cái mạch nó nhiều hơn chút thì cái mạch cái nhiệt nó nhiều chút xíu nữa, cái gì là mạch bắt đầu sáng, hồng sáng đó. Mà mạch mà bắt đầu mà nó nhiệt mà nó nhiều nữa thì bắt đầu cái gì thấy là hoạt sáng. Như vậy có nghĩa là khi mà cái dễ cái người đó mà không có đàm mà cái chị bắt thấy mà các mạch hoạt mà cái triệu chứng là nóng nhiệt, có nghĩa là cái nhiệt nó đang rất là dữ dội ha, thì bắt đầu mới có mạch hoạt. Rồi hồng đại sát thì nghĩa là cái mạch nó rất là vượng nha, nhiệt rất là nhiều. Rồi đây ví dụ như đây là ta mô hình hóa cho mình nè ha. Thì trong trường hợp đây là cái mức bình thường nha, thì vậy trong trường hợp này là gì các anh chị ha, trong trường hợp này là
âm hư này ha, thì bắt đầu sao cái gì dương vượng trong trường hợp này là gì cái gì à, âm nó vượng này dương nó suy ha, còn cái này trong trường hợp là gì hư nhiệt này thì gì cái âm nó bình thường ha, còn gì cái gì thấy không à, cái âm nó giảm xuống xuống ha, cái dương nó bình thường, vậy thì cái phần này nó sẽ tạo thành gì cái gì tạo thành hư nhiệt này, hư nhiệt chính là cái phần mà nó thường là nó thừa tương đối, đây là cái mức bình thường, cái dương này là cái dương bình thường, cái âm này là cái âm bị gì bị hư ha, như vậy ha, âm hư cái trường hợp này ha, như vậy thì cái phần này nó sẽ tạo thành cái nhiệt, không? Rồi cái phần này sẽ tạo thành cái gì hàn ha, nên là dương hư thì sẽ sinh ra hàn, âm hư thì sinh ra nhiệt, không? Còn trong trường hợp mà này vừa âm hư mà vừa dương vượng thì sẽ sinh ra gì các chị, à, nhiệt nó sẽ rất là nhiều ha, yeah. Rồi, rồi. À, thì ví dụ chúng ta có những cái trường hợp mà những trường hợp ví dụ như là chân dương bất túc và chân âm bất túc à. Thì vậy khi mà ta nói về âm dương á thì ta có âm dương của toàn thân, ngoài ra ta chia ra một cái loại rất là quan trọng đó, có nghĩa là chân dương và chân âm, hay nói đúng hơn chân âm có nghĩa là gì là thận âm, chân dương nghĩa là thận dương, thì đây là giống như là cái nguồn gốc của sự sống á, nên khi mà chân âm hoặc là chân dương nó tuyệt thì có nghĩa là cái người đó sẽ sao thuộc vào nguy kịch, các bạn anh chết ha. Bởi vậy nên là người ta hay có cái triệu chứng để có đánh giá chân âm và chân dương ha. Hiểu điều như là chân âm thì thường chúng ta vọng á, chân âm bất túc á, thì cái dễ cái triệu chứng của nó là hư nhiệt á, làm như sao gò má đỏ này, môi đỏ này, miệng khô ha, lưỡi đỏ không rêu ha. Rồi chân dương bất túc thì là chắc mà thì trắng nhợt, môi lưỡi thì nhợt ha. Rồi xuyển ngang người thì phù thủng. Vấn thì các chị thấy là đối với trong trường hợp mà chân âm bất túc á, thì nó thiếu cái phần âm mà cái phần nguyên thủy nó thiếu, và khi mà cái nguyên thủy nó thiếu như vậy nó sẽ, cái cơ thể ta nó không có được tưới, bởi cái tân dịch nó không có tưới đều đầy đủ á, nên mình sẽ có triệu chứng là khô ha, là khát ha. Rồi thiết nha, thì trong cái trường hợp đó là các chị thấy là gì, mình có cái chân âm bất túc á, thì thường cái triệu chứng nó sẽ có triệu chứng là ngũ tâm phiền nhiệt, bữa trước mình nói á, thì có nghĩa là hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân với lại ở cái ngực ta sờ thì nó nóng ha, đúng không? Rồi. Ngược lại chân dương bất túc thôi ha. Rồi. Vậy trong những cái trường hợp mà nãy nói cái gì là vong âm hoặc là vong dương ha, thì đây là những trường hợp nào rất là nặng. Ví dụ như trong hợp vong âm có nghĩa là sao các chị? Vong âm có nghĩa là cái phần âm trong cơ thể nó bị mất rất là nặng ha. Vậy có thể trong trường hợp nào các chị làm nào mà có thể vong âm, các chị phát hãn nhiều quá không? Bởi vậy nên trên những người mà âm hư á, và ông ta còn phát hãn, mà mắc phát hãn thì có nghĩa là mất gì, mất tân dịch, vậy thì âm nó càng hư hơn nữa ha. Vậy lúc đó thì sao lúc đó cái chịu phát hãn là cái mất tân dịch nữa, cái bệnh nhân vô vong âm luôn không? Hoặc là trong trường hợp mà bệnh nhân đó mà gì mà khí hư, đã có sẵn khí hư rồi mà có sẵn dương hư rồi mà các chị còn gì, các chị còn thanh nhiệt không, các chị còn tả hỏa không, thì lúc đó thì sao dương nó càng hư hơn ha, lúc đó bạo thoát luôn, lúc đó tử vong thôi ha. Bởi vậy nên có trường hợp là cái gì y học không ngộ thì ông Trình Trung Linh mới nói là có những trường hợp mà đúng ra cần phải phát hãn nhưng không được phát hãn. Tức là trên những người ví dụ như sao phụ nữ mà sao xanh nha, phụ nữ sao xanh thì người ta mất huyết, mất huyết thì có nghĩa là người ta thâm của người ta nó đã hư rồi đó, mà lúc đó mà người nữ nó bị ngoại cảm phong hàn nữa thì các anh chị làm gì, các anh chị phát hãn đúng không, các chị chẩn đoán đúng là ngoại cảm phong hàn á, pháp trị đúng là ngoại cảm phong hàn, thì bây giờ chúng ta phải giải biểu, chúng ta phải sử dụng những thuốc có tác dụng là tân ôn để chúng ta phát hãn giải biểu, thì pháp trị cũng đúng luôn, chẩn đoán cũng đúng luôn, nhưng mà có điều là trên người đó âm hư, bây giờ các anh chị mà phát hãn một cái là sao đó chị, là nó mất tân dịch, mà nếu mà các chị phát hãn mà các chị xài tới ma hoàng thang á, là nó ra tổ hôi như tắm luôn, là hồi xong cuối cùng là sao, là vong dương, xin lỗi vong âm trên luôn, đúng không? Tại vậy nên là cái đó bảo là gì, là cái bệnh nó đáng lý là phải phát hãn nhưng không được phát hãn, không nên là ông có những cái điều chú ý như vậy ha, không? Nên là thường là cái vong âm vong dương hoặc là cái này do điều trị lầm, hoặc có thể là do gì các chị, là do ví dụ cái người đó mà tiêu chảy, đó, thì khi mà tiêu chảy nhiều như vậy thì các chị sao? Nó sẽ mất nước, mất tân dịch thì rất là nhiều ha. Ví dụ như ngày bệnh nhân đi tiêu chảy có thể cả chục lít, trong trường hợp ví dụ như bệnh nhân bị tả hay gì ha. Nên là tả, thật ra cái bệnh tả nó sẽ là cái bệnh tự khỏi, nhưng mà người ta chết là bởi vì gì? Bởi vì mất nước. Đó, và một ngày như vậy thì các chị biết là trong cái ruột của ta, mỗi ngày cái ruột ta nó tiết ra khoảng gì? Khoảng 7-8 lít, 7-8 lít nước. Nên là nếu mà cái ruột ta mà nó không có khả năng hấp thu lại nước á,
Thì vậy có nghĩa là mỗi ngày chúng ta đi cầu ra tới 7-8 lít nước. Thì cái vi khuẩn tả nó làm cái ức chế cái ruột chúng ta hấp thu nước, thì chúng ta đi cầu ra rất là nhiều nước. Thì cái nhiệm vụ là gì? Khi mà chúng ta mà mất một cái số lượng nước lớn như vậy, tân thủy dịch trong cơ thể chúng ta nó giảm hết rồi ha. Điều đó nếu mà chúng ta không cứu tuổi kịp ha, thì vậy sẽ là bom ăn ha. Rồi ví dụ như là trong trường hợp là gì, trong trường hợp mà phong dương chẳng hạn như vậy ha, trong trường hợp phong dương thì có thể là do gì, do trường hợp là xuất huyết rất là nhiều. Ví dụ như phụ nữ mà băng huyết sau sanh hoặc là những cái chấn thương ra lớn mà ở đây là xuất huyết ồ ạt mà nhanh đó ha, thì đó thì cái khí nó sẽ theo cái huyết thoát hết ra ngoài, thì đó là sẽ xuất hiện cái chứng là gì, là phong dương. Vậy ha, thì chúng ta thấy ha, để xung việc phong âm và phong dương ha, thì chúng ta xem ha, sống đều về mồ hôi ha, thì những người mà phong âm á thì đấy là cái mồ hôi nó nóng, nó có vị mặn và cái mồ hôi đó nó sẽ không có dính. Còn nếu mà những người mà phong dương á thì cái mồ hôi nó lạnh ha, cái vị nó nhạt và chúng ta cảm giác cái mồ hôi nó rất là nhớt, cái vị người nhìn cái người đó rất là nhớt ha, nó dính. Rồi ở cái chi á thì phong dương, phong âm á thì thường là cái gì, nó ấm. Còn nếu mà bông dương thì nó sao gì, tay chân nó sao là ngắt ha, ta gọi là huyết lạnh, huyết lạnh ha, mình dịch ra nghĩa là huyết lạnh ha. Và còn cái chữ huyết mình dịch không có được ha, cái chữ huyết nó có nghĩa là sao, cái gì nó rất là lạnh ha, mà ta bảo là gì là lạnh mướt luôn không, cái gì bao giờ mà cái chị mà đi tắm mà theo mình dầm mưa gì á, tay cái chị bị mướt lại á không, đó ta gọi là huyết lạnh là như vậy ha. Rồi lưỡi á, thì nếu mà phong âm á, thì cái lưỡi nó sẽ đỏ khô, còn phong dương á, thì cái lưỡi nó sẽ trắng nhuận ha. Rồi cái mạch á, thì cái mạch đối với lại phong âm á, thì khi mà cái phần âm mà nó sao cái gì nó giảm đi, thì vậy thì cái phần dương nó sao cái gì, cái phần ban đầu là cái phần âm á, nó sẽ tác dụng nó giữ cái phần dương, nó sẽ làm cho phần dương nó chạy chậm lại. Còn bây giờ cái phần âm nó giảm xuống như vậy thì sao cái gì, dương nó chạy nhanh hơn, giống như là cái tưởng tượng giống như cái xe tải đi ha, thì cái phần âm nó chính là cái hàng của cái xe tải đúng không, còn cái dương nó chính là cái động cơ xe. Bây giờ ha, cái chị cái xe tải nó 10 tấn đúng không, cái chị chất 10 tấn lên thì nó chạy chậm, bây giờ cái chị dỡ xuống còn có gì, còn có 5 tấn thì phải chạy nhanh hơn, cái chị chất xuống hết 10 tấn luôn cái xe, còn xe không thì chạy ù luôn đúng không ha. Để tương ứng như vậy ha, thì cái trường hợp là gì, khi mà cái phong âm, cái phần âm nó giảm xuống ra rồi, kiểu có khí không thì nó chạy rất là lẹ ha. Điều đó khi mà nó khí mà chạy lẹ như vậy thì các chị thấy là sao? Cái mạch nó đến rất là ồ ạt, hồng thực, cái khí nó vượt rất là nhiều. Nhưng mà khi mà các chị ấn xuống thì sao các chị? Thì nó bẹp dí, nó tán ra luôn. Tại sao? Tại vì đâu có cái huyết đâu, không có cái vỏ trống không mà đâu có huyết, là cái phần âm nó đi, nó bị mất hết rồi. Nên là để lên tay thì thấy sao? Rất là hồng thực ha, rất là mạnh ha, rất là mạnh ha, rất là nhanh, nhưng mà ấn xuống cái thì bên trong không có gì ha, nó xẹp ha. Nên là thường ra đây cũng là một trong những cái tình huống mà cái gì đấy là gì, cái phần âm hư hoặc cái phần huyết hư á, thì đấy là khi mà âm hư huyết hư đến cái mức độ nào đó thì cái gì thế gì, chúng ta có chuyện là ấn xuống là cái mạch nó tán ra, đúng không? Một trong những cái trường hợp á, ví dụ các chị nữ cái gì bắt mạch của ta lần cái gì để đây, cái chị ấn xuống thì cái chị thấy sao, cái mạch mình nó vẫn còn. Còn trong trường hợp này cái chị để nhẹ thì thấy rằng nó chạy rất là mạnh ha, nhưng mà ấn xuống một cái là thấy nó tán ra. Này ta nói ha, còn cái đó với dương hư á thì là sao, là vi tế cũng tuyệt ha. Rồi trường hợp ví dụ khác, những dấu hiệu khác ví dụ như da nóng nè, hơi thở thô ha, miệng thì khác với thuốc nước là phòng âm. Rõ ràng cái tân dịch nó sao gì, tân dịch nó đang thiếu, chứ là bạn là bệnh nhân sao, bệnh nhân người ta sẽ rất là khác ha, và người ta muốn uống và người ta thích uống mát. Còn nếu bị dương hư thì sao, thì bệnh nhân sẽ không khác ha, và nếu mà có muốn uống thì bệnh nhân sẽ muốn uống nóng. Đó là cái cương lĩnh về âm dương ha. Thì đa phần thì âm dương người ta chỉ sử dụng trong trường hợp đó thôi, phòng âm, âm dương ha, hoặc là trực âm tốt hoặc là tinh dương tốt. Còn lại thì ta hiếm khi nào nói về âm dương. Đó là sao, trong này trong bệnh án mà chẩn đoán bát cương thì thường ta chỉ nói về vị lý, hàn nhiệt và vi lạnh thôi. Ví dụ như các chị chẩn đoán là lý thực nhiệt, lý hư hàn, nó biểu thực nhiệt, biểu hư hàn cái gì đó cũng nói là đại khái là vậy. Rồi như vậy ha, thì nói về cái chuyện biểu lý thì chúng ta sẽ thống nhất chung ha, thống nhất chung về cái thì có thể là nhiều đường phái khác nhau thì nó khác nhau, nhưng mà theo cái đường phái chính của mình á,
tất cả những cái cơ quan ở bên ngoài là biểu hết. À, từ da cho đến gì, da cho đến cơ nhục cho đến cân cho đến cốt cho đến gì kinh lạc ha, à, đều là trong hết, đều là bên ngoài hết. Khi nào mà tổn thương vô một là tạng hai là phủ thì đó mới gọi là gì, gọi là lý, à, về lý không nghe tổn thương tạng phủ. À, à. À, thôi cái này bỏ qua đi ha, này cũng đã rồi. À, như vậy ha, thì phân biệt giữa cái biểu và lý á, à, thì chúng ta sẽ có những cái chuyện ha, thì có thể là phân biệt biểu lý trong những cái bệnh lý ngoại cảm, hoặc có thể là phân biệt biểu lý trong những bệnh lý mà của gì, à, của nội thương. Thì trong bệnh lý mà của mà ngoại cảm á, thì chúng ta có ha, thì biểu có nghĩa là nãy mình nói rồi, vị trí mình nói rồi ha, thì cái chứng trạng thì thường chúng ta có một cái nhóm ta gọi đó là nhóm biểu chứng. Biểu chứng có nghĩa là cái khi mà ta có những cái triệu chứng này thì chúng ta nghĩ là gì, là ở ngoài biểu. Thì những triệu chứng đó là gì, là sợ gió, sợ lạnh, à, và phát sốt. Thì cái phát sốt của cái phát sốt của cái biểu chứng á, là cái sốt nhẹ nhẹ, nó phân phớt ở ngoài da thịt ha, và chủ yếu là ở bên ngoài nóng, nhưng mà chúng ta ấn sâu vào bên trong á, à, thì sao nóng, mà chủ yếu nóng ở bên mu bàn tay, à, không, chứ nó không có nóng ở trong lòng bàn tay, à, chúng ta sờ, à, thì nói là nếu mà trong trường hợp mà cái biểu nhiệt á, thì các anh chị sờ một hồi các anh chị thấy nó mát. Còn nếu mà trong trường hợp mà cái nội nhiệt thì các anh chị để càng để lâu thì các anh chị thấy tay mình sẽ càng nóng, đúng không? À, thì đó là cái cách mà ta khám ha, à, chứng trạng đó. Rồi mạch á, thì biểu thì thường mạch nó sẽ là mạch phù. Bữa trước mình nói cơ chế rồi, do dương khí bên trong nó sao, nó ra ngoài để nó đuổi ngoại tà đi ha, dương khí nó phù việc ra ngoài nên chuyện đó là cái mạch nó sẽ là mạch phù. Còn trong trường hợp mà lý, à, tức là bệnh trong tạng phủ á, thì có gì đó trong tạng phủ thì sao, khí nó phải tập trung vào bên trong tạng phủ để xử lý cái đó, à, vậy lúc đó thì sao, cái mạch nó sẽ trầm. Nhưng mà cái này chỉ là gì thôi, này chỉ là tương đối thôi, cái gì nhớ là phải chia một cách tương đối, ta phải nhìn tổng quát trên gì, trên cả bát cương, và nhìn tổng quát trên tất cả các triệu chứng thì ta mới nói được. Chứ mà ví dụ như mình chỉ căn cứ vào một cái chuyện thôi, đó chính là mạch phù, thì bữa trước nói cái chị là phù thì có thể trường hợp nào cái chị vong dương cái mạch cũng phù, không, nãy mình mới có này vong dương cái mạch cũng phù nè, đúng không, vong dương cái mạch nó phù bởi vì cái dương khí là sao cái chị, nó bạo thoát ra bên ngoài cái mạch nó phù, đúng không, à, bởi vậy nên là mình không có, nhớ là không có một cái triệu chứng nào đơn lẻ mà nó giúp chúng ta chẩn đoán được, cho nên chúng ta phải tập hợp cái triệu chứng lại. Rồi, à, rồi bây giờ ha, trong trường hợp là gì, à, chúng ta sẽ phân biệt nha, chúng ta sẽ phân biệt là bây giờ nếu như bệnh lý mà ở ngoài biểu thì chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ có biểu hàn nè, biểu nhiệt, biểu hư hay biểu thực, đúng không? À, tương ứng với vậy, ví dụ như trong lý ha, thì chúng ta cũng có gì, chúng ta cũng có lý hàn, lý nhiệt hay lý hư hay là lý thực, à, như vậy thì nếu mà biểu thì vậy chúng ta coi con biểu hàn, à, nếu mà biểu hàn thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là gì, biểu hàn là sẽ là sốt, sợ gió, sợ lạnh mà không có mồ hôi, à, là bởi vì sao, là bởi vì tính của hàn nó sao các anh chị, hàn nó bế tắc, à, hàn nó gây nó bế tắc nên dẫn đến là mồ hôi nó không có chảy ra ngoài được, đó không, hàn tà nó vô cái sao các chị, nó bó vệ hết, nó bó biểu hết, dẫn đến là sao, cái lỗ chân lông nó không có được khai tiết, không có mở ra nên mồ hôi nó không có chảy ra được, à, nhưng là trong trường hợp đó biểu nhiệt thì ngược lại, biểu nhiệt thì sao các chị, nhiệt thì cái tính nó sẽ làm gì, nó sẽ khai tiết ra nên dẫn đến là cái biểu nhiệt thì nó sẽ có gì, nó có mồ hôi, à, nên là thường người ta sẽ phân biệt cái chỗ mà biểu, à, biểu, biểu hàn với biểu nhiệt bằng cái triệu chứng là có mồ hôi hay là không có mồ hôi, à. Rồi, và đối với về cái mạch đó thì ta có cái gì, là nếu mà nhiệt thì thường nó sẽ là cái mạch phù sát, còn nếu mà, à, lý biểu, xin lỗi, biểu hàn thì thường nó sẽ là gì, cái gì thường nó sẽ là phù hoạn hoặc là gì, hoặc là phù trì, à. Nếu mà nó phù hoạn có nghĩa là cái nhiệt đó, cái hàn nó sao, cái gì nó chưa có tổn thương dương nhiều quá nên dẫn đến là dương khí nó vẫn thúc đẩy khí huyết vận hành được, à, nên là cái mạch nó chưa có thay đổi cái tần số. Còn nếu trong trường hợp mà cái dương mà nó nhiều, nó gây ra ngưng trệ rồi đó, cái khí, cái huyết nó chảy rất là chậm rồi đó, thì đó chúng ta thấy là cái mạch nó hiện ra là mạch gì, là mạch trì, ha, à, rồi. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó giữa giữa thì chúng ta có cái mạch đó chính là mạch khẩn, à, mạch khẩn thì thường là hay lầm nhất là chỗ này, là người ta cứ nghĩ khẩn có nghĩa là nha, sai ha, chữ khẩn đây không có nghĩa là nhanh, à, không, thường là cứ ai cũng vậy, tự nhiên cái mường tượng cho, à,
luôn luôn mà sao gặp anh khổng nha, khổng cứ nhớ nhớ tới cái gì chữ khẩn trương á, gấp chắc là mạnh đi nhanh. Ủa sao hàng mà mạnh đi nhanh, là chữ khẩn này không có nghĩa đi nhanh, chữ khẩn này có nghĩa là gì? Người ta miêu tả với mặt khẩn là gì? Là khi mà ta lấy một cái sợi dây á, ta lấy một cái sợi dây nha, chúng ta phần hai đều vượt chiều với nhau, giống như khi một cái chị dắt quần áo vậy đó. Không, ta dắt như vậy ha, thì ta để tay lên đây ha, ta xoay như vậy, ta để tay nó cảm nhận ha, thì cái mặt nó như vậy á, cái kiểu người ta mô tả cái mảnh đầu vặn xoắn. Mặt đầu vặn xoắn là bởi vì sao các chị? Bởi vì cái tính chất của hàng ta nó co rút á, nên làm cho vặn xoắn lại, nên ta sờ được cái mặt, ta cảm giác nó vậy á, thì cái đó gọi là khẩn, chứ không phải khẩn là nhanh ha. Nên là hoàn toàn không có chữ nhanh ở đây đâu. Rồi. Rồi, rêu lưỡi nha, thì rêu lưỡi rất là dễ nha. Ví dụ như là nếu mà biểu hàng thì rêu lưỡi nó sẽ là cái gì? Sẽ là trắng, là mỏng ha. Còn nếu mà cái gì, nếu mà biểu cái gì ha, thì rêu lưỡi nó sẽ gì? Sẽ vàng, mỏng. Rồi, biểu hư. Biểu hư thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là cái gì? Biểu hư là bệnh nhân sẽ là tự hãn, sợ gió, sợ lạnh ha. Tới mồ hôi nó ra mà nó ra tuôn ra rất là nhiều. Thì trong hợp đó người gọi là biểu hư. Là bởi vì sao? Là vệ khí nó hư rồi, nó không còn khả năng nó giữ được tâm dịch nữa, nên là cái người đó ha, ngồi không vậy thôi, mồ hôi cũng toát ra rất là nhiều. Rồi, vậy thì trong trường hợp mà biểu hư thì sao? Thì cái mạch nó là gì? Biểu nên là cái mạch nó là phù ha. Rồi, nó hư ra nên là cái mạch nó sẽ ra cái gì? Vô lực ha. Nên là ta ấn vô tay cái mạch nó rất là mềm, rất là yếu ha. Chất lưỡi thì nhờ ha, bởi vì cái khí nó không còn đủ nữa, nên là khí nó sẽ không có làm cho thăng được cái huyết bên được đầu mặt, dẫn đến là cái mặt môi lưỡi rồi nhờ. Rồi thật nha, là thật là không có mồ hôi ha. Rồi bạn thấy là gì? Là mặt nó phù hữu lực ha, từ rêu lưỡi nó sẽ trắng. Đúng không? Người ta bắt mặt vô người ta thấy ha. Dạ. Đó là ta phân biệt là về biểu, thì chúng ta chia ra là biểu hàn, biểu nhiệt, biểu hư, biểu thực. Về lý thì chúng ta cũng chia ra là lý hàn, lý nhiệt, lý hư, lý thực. Thì trong trường hợp mà lý hàn thì chúng ta sẽ có triệu chứng là gì? Là sợ lạnh nè. Nhưng mà trong cái trường hợp mà lý nhiệt, biểu hàn thì nó có cái phát sốt, nhưng mà cái lý hàn thì bệnh nhân chỉ lạnh thôi mà không hề có sốt. Đó là phân biệt giữa lý hàn với lại biểu hàn. Bệnh nhân có triệu chứng là gì? Là không có cát, là đau bụng, chưa lỏng, tay chân lạnh gì đó ha. Nhưng mà chủ yếu là cái chỗ đó ha, là sợ lạnh nhưng mà có sốt hay không có sốt. Rồi cái mạch đó, thì cái này là cái mạch ha, bởi vì cái bệnh nó lý nên là cái mạch nó sẽ là mạch gì? Mạch trầm. Hàn ha, là sao? Nó ngăn cản cái khí huyết di chuyển, nên nó sẽ là trì, trầm trì ha. Rồi lưỡi thì là lưỡi nhợt, riêu trắng ha. Rồi nhiệt, nếu mà bệnh nhân là lý nhiệt thì đặc trưng của lý nhiệt á là sốt cao. Biểu nhiệt thì bệnh nhân sốt, nhưng mà cái sốt là phân phớt ở ngoài da thịt thôi, cái sốt nhẹ nhẹ thôi. Còn trong trường hợp lý nhiệt thì bệnh nhân sẽ sốt rất là cao ha. Rồi bệnh nhân sẽ có triệu chứng là gì? Miệng khát, là mắt khô, lưỡi mắt rồi môi rồi đỏ lên ha. Rồi bệnh nhân có triệu chứng là phiền táo. Phiền táo thì là gì? Tức là cảm giác mà cái cảm giác nó cảm giác nó nóng trong lồng ngực á, mà mình cảm thấy bứt rứt, mình không có yên. Các chị bao giờ có cảm giác gì không? Trải qua một lần rồi mới hiểu đúng không? Rồi lúc này các chị thấy là cái mặt nó trầm sát ha. Trầm là trong lý, sát có nghĩa là cái gì? Là có nhiệt ha, nó chảy rất là nhanh. Lưỡi thì lưỡi đỏ ha, rêu thì rêu vàng ha. Thường ta có chuyện đó chính là rêu vàng, có thể là rêu vàng dày. Còn đây rêu trắng thì là rêu trắng dày. Vậy thường là nếu mà cái rêu mình học về cái triệu chứng ở đó ha, thì thường là cái rêu mỏng á, thì thường là nó tương ứng với bệnh ở đâu? Ở ngoài biểu. Còn cái rêu dày thì tương ứng với bệnh trong trong lý ha. Còn giờ bảo sao là sao giờ cái rêu, giờ biết sao là rêu mỏng, biết sao là rêu nó dày ha. Thì thường người ta sẽ có một cái cách mà nó gọi là hơi bán định lượng chút xíu ha. Có nghĩa là nếu mà cái rêu á, mà cái gì thấy là cái rêu mà nó phủ lên cái lưỡi, mà cái chị còn thấy được cái lưỡi ở dưới á, còn thấy được cái màu hồng của lưỡi ở dưới á, vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là cái rêu đó là cái rêu mỏng. Còn nếu mà cái rêu mà nó dày, nghĩa là sao? Khi mà nó phủ lên cái lưỡi rồi là các chị thấy là không có còn thấy được cái niêm mạc lưỡi ở dưới nữa, không? Các chị không có còn nhận ra cái màu của lưỡi ở dưới. Đối với lý hư nha, lý hư thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là cái gì? Là bệnh nhân sẽ có gì?
đoạn hơi, tức là bệnh nhân sẽ gì hơi thở nó ngắt quãng, hoặc là giọng nói đó, bệnh nhân nói ngắt quãng nó không có nổi nữa đó. Rồi lười nói ha, tay chân yếu sức, mệt mỏi yếu sức. Rồi có những triệu chứng ví dụ như là gì, tay chân lạnh nè, không chuyển vận tâm quý, chuyển vận là chóng mặt á. Tâm quý có nghĩa là hồi hộp đến trống ngực. Huyễn là gì? Huyễn có nghĩa là một huyễn đầu vận ha. Huyễn đây là trong từ gì cái gì? Là huyễn mặt á. Tức là sao? Tức là cái chuyện thấy cái trước mắt của mình nó tối sầm lại ha. Thì ta gọi là huyễn, là một huyễn, một là mắt, huyễn nghĩa là mắt chúng ta nhìn thấy mọi vật nó tối sầm ha. Đầu vận có nghĩa là đầu ra nó quay về nhà 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 ha. Ta cảm giác là mọi thứ xung quanh á chao đảo chao đảo chao đảo. Huyễn vận là hoa mắt chóng mặt. Mạch á, là bởi vì lý hư á, nên là mạch cái gì đấy, mạch nó sẽ rất là yếu á, trầm nhược. Rồi cái lưỡi thì cái gì đấy là lưỡi nó bẹo, thì nhớ không, bữa trước mình nói cái lưỡi mà nó thon á thì liên quan tới gì, liên quan tới thận. Nếu mà cái lưỡi mà vào cái đây nó bẹo, nó bẹo, nó bè, nó có dấu âm răng ha, thì lúc đó thì sao, lưỡi tình trạng là hư. Thật nha, thì trong trường hợp mà lý thật nha thì nhân là sao, có những triệu chứng ví dụ như là hơi thở thì là hô ha, tới hơi thở bệnh nhân cái chị nghe rất là ồn ào không. Rồi bệnh nhân có thể có những triệu chứng của thần, ví dụ như là bệnh nhân là gì, bắt đầu nói nhảm. Không lưu tên nghĩa là không quan trọng. Quan trọng là ta sẽ gọi mình lần thứ hai. Rồi mặt thì trầm thật nha, nhưng thì bàn vô này bữa mình nói rồi ha, là biểu lý chuyển hóa ha. Thì trong những trường hợp là sao mà cái biểu mà nó đi vào trong lý ha, có nghĩa là bệnh nó đang nặng lên ha, thì có bởi chúng ta luôn có gì, có tình trạng nó đang chuyển ha. Ví dụ như bệnh nhân vừa xuất hiện, bệnh nhân ban đầu ha, là những ngày đầu người ta khám ta chỉ có biểu chứng thôi, xong cái qua ngày sau bắt đầu ta thấy xuất hiện từ từ vài cái lý chứng, thì có nghĩa là bệnh nó đang gì, đang từ chuyển nó vào trong lý, có nghĩa là diễn tiến đang nặng dần. Rồi ngược lại ha, sau dù những ngày đầu ta thấy toàn lý chứng thôi, nhưng mà sau đó ta điều trị ta bắt đầu xuất hiện biểu chứng, nghĩa là gì, nghĩa là bệnh nó đang nhẹ đi ha. Ví dụ bệnh á, ví dụ như ban đầu là gì, ban đầu là bệnh nhân là lý thực gì khác, là bệnh nhân bắt đầu là sốt cao nè, khát nước nè, táo bón nè, sau đó các anh chị điều trị ha. Ví dụ như các anh chị điều trị là đại thừa khí than chẳng hạn như vậy ha, và tiểu thừa khí than đó ha, cái sau đó cái 2-3 ngày sau bắt đầu bệnh nhân bắt đầu cái gì, bắt đầu mới có bắt đầu mới cái sự sợ gió, bắt đầu sợ gió ha, cái người thì sốt nhẹ nhẹ lại, bắt đầu sợ gió không, rêu lưỡi thì nó mỏng lại ha, nó mặc dù nó vàng nhưng bắt đầu thấy rêu nó mỏng lại ha. Vậy có nghĩa là sao, có nghĩa là nó đang cái gì, nó đang giảm đi không, đó là trường hợp là lý chứng mà nó xuất ra biểu chứng không.